Kính thưa quý vị, dư luận hiện đang bàn tán xôn xao trước vụ việc mua bán hoa lan đột biến có giá trên 31 tỷ đồng ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Ai nấy đều rất tò mò, không biết liệu cây lan này có gì đặc biệt mà mang giá trị khủng đến như vậy. Với mức giá này thì người nói vui là có thể mua được cả mười mấy căn nhà ở quê. Và trong diễn biến mới nhất mà chương trình ghi nhận được thì cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và vỡ lẽ thông tin này là giả. Thực hư ra sao? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi sau đây. Trước đó, trên mạng xã hội có đăng tải và lan truyền hình ảnh thông tin chúc mừng bạn Lắc giao dịch thành công, cho thấy thương vụ mua bán lan đột biến có giá hơn 31,5 tỷ đồng. Theo hình ảnh đăng tải, hàng chục người đã tham gia buổi chuyển nhượng lan đột biến. Trên bàn để sẵn một số chậu lan và nhiều tiền mặt. Trên tấm phông ghi rõ, bàn giao và chuyển nhượng hoa lan đột biến, tổng giá trị chuyển nhượng 31,505 tỷ đồng. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người ngạc nhiên trước giao dịch giá trị lớn này. Qua xác minh, công an xác định không có việc mua bán lan đột biến với giá hơn 31 tỷ đồng như thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội. Mục đích của nhóm người này là đăng tải thông tin giả để câu like.